Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của mình và mình là Louis. Nếu khi mà nhắc đến thể loại chụp ảnh chân dung thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái tiêu cự vàng, cái focal length 85mm. Nhưng mà đó là người ta nói thôi, chứ không phải là mình. Riêng bản thân cá nhân mình thì mình cảm nhận rằng 50mm nó sẽ hoàn thiện hơn 85. Lý do là nó có thể chụp được cả indoor và outdoor. Tuy nhiên nếu mà bạn chỉ thiên về chụp ảnh chân dung outdoor mà thôi thì cái tiêu cự 85mm nó sẽ cho một cái effect, một cái hiệu ứng cảm thấy lung linh hơn, ảo diệu hơn so với cái tiêu cự 50mm. Ngoài ra thì cái tiêu cự 85, cái khoảng cách khi chụp nó an toàn hơn cái tiêu cự 105 hoặc là 135mm. Nếu bạn là người yêu thích dòng lens 85mm và có cho mình một chút tài chính thì trong video này mình sẽ so sánh chi tiết giữa một ông trùm chân dung một thời, đó chính là Canon 85mm f1.2 Mark II và một sát thủ về độ nét đã làm khuynh đảo giang hồ, đó chính là Sigma Art 85mm f1.4. Nếu bạn đang thắc mắc, phân vân không biết lựa chọn con lens nào, thì trong video này sẽ là bài so găng cực kỳ kỹ tính chỉ dựa trên những kết quả so sánh thực tế. Nhớ xem hết video nhé. Cảm ơn shop máy ảnh 24 giờ đã cho mình mượn những thiết bị để có thể thực hiện cái video này. Đây là một trong những shop máy ảnh uy tín ở thành phố Hồ Chí Minh mà mình cảm thấy rằng có một cái chất lượng customer service tốt nhất mà mình đã được từng trải nghiệm. Không dài dòng nữa, bắt đầu thôi. Khi nhắc đến dòng lens 85mm f1.2 của Canon thì mọi người sẽ đều nghĩ đến đó là con Mark II. Thật ra vẫn có con Mark 1 tồn tại, tuy nhiên là nó gần như đã bị chìm xuồng rất là lâu rồi, hầu như mọi người đều lãng quên hoặc là không biết tới sự tồn tại của nó nên mình sẽ bỏ qua nhé. Hiện tại thì con 85mm và con 85L có một cái mức giá bán cũ xem như nhau, hàng line new, hàng gì đó, dao động từ khoảng 14 tới 19 triệu tùy theo cái ngoại hình, tình trạng thực tế của lens. Lúc đầu thì mình định so sánh thêm cái con 85 f1.4 IS nữa cơ, nhưng mà do là cái shop nó đang hết hàng rồi nên thôi, để có cơ hội thì mình sẽ làm video đợt sau. Đầu tiên thì sẽ là về ngoại hình 85 AT cao to đen hôi, à không, không có hôi, cao to đen thôi. Nếu con 85 AT với cân nặng 1,2kg đập vào mắt các bạn đó là sự to bự chà bá, thì với con 85L bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn, đó là với một cái vóc dáng nhỏ hơn, bé hơn rất là nhiều, tuy nhiên cái trọng lượng của nó lại lên tới gần 1,1 kg. Cá nhân của mình á, thì khi mà lắp hai chiếc lens lên trên body luôn thì mình sẽ cảm nhận được rằng là cái con 85L nó cân bằng hơn về trọng lượng, cân bằng cả cái body luôn nha các bạn, vì là nó nặng nhưng mà nó lại gọn nên nó giúp mình nó cảm giác nó cân bằng hơn, cái trọng tâm nó cân bằng hơn. Còn riêng về con 85mm á là nó sẽ hơi cảm giác nặng chúi về phía đằng trước vì do cái lens nó dài quá. Còn về trọng lượng trên lệch thì nó không quá đáng kể. Về ngoại hình thì có một điều rất đáng để lưu ý ở đây, đó chính là với cái đường kính ngoài của lens 85mm, đó chính là 86mm so với chỉ có 72mm trên 85L thôi, thì nó sẽ ngốn của bạn rất rất nhiều tiền khi các bạn mua những chiếc filter bảo vệ cho lens. Vì những cái dòng lens luxury, những cái dòng lens đắt tiền này nè, thì chỉ cần những cái vết xước lông mèo hay một cái vết xước rất là nhẹ thôi thì nó sẽ giảm cái giá trị, giảm cái giá thành của chiếc lens đi rất là nhiều. Kiểm tra về chất lượng quang học của hai lens thì đây là lens chân dung nên mình chỉ test ở những khẩu như là f1.4 vì nó sẽ đồng bộ hơn giữa hai lens f2 và f2.8 mà thôi. Tổng thể thì con 85mm cho một cái tông màu lạnh hơn, contrast cao và mình cảm giác như là cái ảnh nó hơi bị tối hơn một chút xíu. 85L thì cho tông ấm hơn với độ contrast vừa phải, độ chuyển giữa các vùng màu sắc, vùng sáng tối thì có vẻ mượt mà hơn, mịn hơn 85mm. Về chân dung thuận sáng thì mình mượn luôn máy mi để làm mẫu để test hai chiếc lens này. Thì với 85mm thì nó cho cái độ nét sắc hơn, độ nét gai hơn. Còn với 85L thì nó độ nét sẽ dịu hơn và có cảm giác mịn màng hơn. Thank you.
Trong cái điều kiện chụp chân dung ngược sáng thì cả hai lens đều làm rất là tốt, và cái sự khác biệt, cái độ chênh lệch nó không quá rõ ràng, nó không quá nhiều. Tuy nhiên rằng là do là chụp ngược sáng nên chắc chắn cái độ nét nó sẽ giảm so với cái việc bằng chụp chân dung thuận sáng. Mình sẽ test hạt co nữa để xem cái sự khác biệt, cái sự chênh lệch của hai lens này là nó như thế nào. Khi mà test hạt co hơn thì ở vùng tâm ảnh độ nét của hai lens thì gần như là ngang nhau, nhưng ở vùng rìa ảnh thì 85L sharp nét hơn khá nhiều so với 85A. Trong cái trường hợp test ngược sáng mạnh như vậy thì hiện tượng viền tím ở 85L xuất hiện khá nhiều hơn so với 85A. Ở F2, 85A đã gần như khắc phục hầu hết các hiện tượng viền tím, còn 85L thì phải đến F2.8 thì mới có thể làm được cái điều này. Ở cái bài test này thì các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ha, một cái tông ấm hơn và một cái tông lạnh hơn ở giữa hai lens.
cái điều mà làm mình thật sự rất ngạc nhiên đó chính là con 85L, tuy nó xốp nét rìa, tuy nó bị viền tím nhiều hơn con 85R, nhưng trong trường hợp chụp ngược sáng mạnh thì nó thể hiện cái độ chi tiết rõ hơn, tách bạch hơn khá là nhiều so với con 85R. Về bokeh ở f1.4 thì 85L cho bokeh to tròn và mịn hơn. Ở F2 và F2.8, 85R cho bokeh tròn hơn, còn ở 85L thì có hình bát giác nhẹ. Còn về độ mịn thì không có quá nhiều sự chênh lệch, hầu như là rất giống nhau. Khả năng lấy nét trong điều kiện đầy đủ ánh sáng thì không có gì để bàn cả, hai chiếc lens đều lấy nét rất là nhanh. Nếu mà trong điều kiện thiếu sáng thì mình cảm giác rằng con 85R có vẻ lấy nét nhanh hơn, nhỉnh hơn một tí xíu, tuy nhiên lại không quá đáng kể. Có một điều mà các bạn cần nên lưu ý ở đây đó chính là cái con lens 85L thì nó sẽ lấy nét chậm hơn trên các dòng máy 6D trở về trước. Còn đối với con 85R thì nó sẽ lấy nét chuẩn qua cái màn hình live view. Tuy nhiên thì những cái máy đời 6D hoặc đời 5D2 trở về trước á, thì cái màn hình, cái khả năng lấy nét qua màn hình live view của nhà sản xuất nó chưa được tối ưu cho lắm, nên các bạn cần cân nhắc cái vấn đề này ha. Còn khi mà các bạn lấy nét qua cái viewfinder á, thì 85R vẫn lấy nét khá là nhanh, tuy nhiên nó sẽ bị cái hiện tượng bị lệch focus. Thì cái việc là focus trên dòng xếp hạt này mình đã có một cái video nói rất là cụ thể, rất là chi tiết rồi. Các bạn có thể xem lại cái video đó ha. Cuối cùng tóm lại, dòng lens 85R nó có một cái nhược điểm đối với mình là cảm thấy lớn nhất, đó chính là cái việc bạn có thể bị lệch focus khi mà lấy nét qua viewfinder. Còn đối với 85L thì nó sẽ có hai cái điểm yếu. Thứ nhất đó chính là nó bị xốp nét rìa, và cái điểm yếu thứ hai đó chính là nó bị viền tím nặng hơn so với 85R. Còn việc mà bạn thích tông ấm hơn hay là tông lạnh hơn, bạn thích nét gai hơn hay là nét mịn hơn, cái nhược điểm nào bạn ok, còn nhược điểm nào các bạn không thể chấp nhận thì đó là tùy vào gu và sở thích của mỗi người. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình để mình có thêm động lực, có thể ra thêm nhiều video thú vị khác nữa. Nếu các bạn có bất kỳ một ý kiến gì hãy để lại bình luận bên dưới phần comment nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.